Mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Nói về gà thì người Việt chúng ta chế biến cũng rất nhiều món rất là ngon các bạn. Từ luộc, rồi nướng, những bộ phận khác như là cánh gà, đùi gà, chân gà, chúng ta đều biết chế biến theo cách của từng vùng miền rất là ngon. Hôm nay từ con gà này mình sẽ làm một món cũng không xa lạ với các bạn, đó là gà luộc xé tay trộn với hành tím và hành tây các bạn, rất đơn giản. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Bước đầu tiên thì mình ngâm một chút gạo này khoảng chừng 15 phút các bạn, để cho nó mềm hạt gạo, đến khi mình nấu cháo nó bung rất là nhanh các bạn nha. Và không thể thiếu như đã nói là hành tím và hành tây nữa các bạn, và một chút rau răm, lát nữa trộn gỏi cho nó ngon các bạn. Tây và hành tím mình sẽ bào và cho một chút nước các bạn nha, cho một chút nước mình ngâm đi, và lát nữa mình sẽ dùng ít đá uống mình thả vô trong cho nó tạo cái độ giòn và bớt hăng đi các bạn. Mình thì cũng rất thích làm cái món chân gà sả tắc các bạn. Trong video trước mình cũng đã làm ăn của gia đình đó, cũng rất là ngon. Còn đây là ớt và tỏi, lát nữa mình sẽ làm cái nước mắm chua ngọt các bạn. Bỏ vào đây ít đường các bạn, đường và chút bột ngọt. Nước mắm để trộn gỏi này mình không sử dụng nước, chỉ có đường, bột ngọt, tỏi ớt và nước mắm thôi các bạn. Cái thau hành tím và hành tây sau khi bào mình bỏ một chút đá uống vào các bạn, tạo độ giòn và bớt hăng đi. Đây các bạn, gà đã được khoảng chừng 15 phút, 20 phút các bạn. Chúng ta không nên luộc nó nhão quá, đến khi mình xé ra thì nó không ngon các bạn nha. Đây là kinh nghiệm của mình thôi. Đây các bạn đã được rồi các bạn, mình sẽ bớt ra để nguội, lát nữa mình sẽ xé ra, xé vừa ăn để trộn cái gỏi vào các bạn. Món này thì nhão hết ý luôn các bạn ơi. Sau khi vớt gà ra thì mình sẽ sử dụng chính cái nước luộc này để mình nấu cháo các bạn. Đây là gạo sau khi ngâm 10-15 phút thì giờ nó đã mềm, bắt đầu nấu ra là nó bung ra rất là ngon các bạn. Bây giờ gà đã nguội rồi các bạn, mình tiến hành xé ra, xé hết con gà ra.
đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Mà bây giờ chúng ta tiến hành trộn gỏi thôi các bạn. Đây, sau khi vớt hành tím, hành tây, mình cho một chút lá rau răm. Mình sử dụng cái này hơi nhỏ, đặt nữa đó. Chắc là đổi với cái thau khác các bạn. Để nước mắm tỏi ớt thì làm rưới lên chút xíu các bạn. Đó, rưới lên chút xíu. Từng ít một thôi. Còn một nửa mình lát ở đây sử dụng chấm các bạn. Rất là đơn giản và ngon các bạn. Đây, cái thau này hơi nhỏ, chuyển cái thau to hơn để bóp cho nó dễ, còn cho nó dễ. Chúng ta trộn đều lên, trộn đều lên và sử dụng vào các bạn. Khoảng chừng 10 phút nữa các cháo ra bún. Như vậy là món gà xé tay trộn gỏi này của mình đã hoàn thiện các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho mình. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.